Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn chủ đề đó là sơ cứu khi trẻ bị chảy máu cam. Thì chảy máu cam hay chảy máu mũi là cái hiện tượng xuất hiện khi mà các cái mạch máu ở mũi bị phá vỡ và gây ra chảy máu. Thì đây là một cái hiện tượng hết sức phổ biến đối với trẻ trong khoảng từ 2 đến 10 tuổi. Hầu như trong cái lứa tuổi nào trẻ có ít nhất một lần có cái hiện tượng chảy máu cam. Nó không phải là phản ánh một cái hiện tượng bệnh lý gì quá mức nghiêm trọng. Thường là nó lành tính thôi, trẻ có thể một đến vài tháng có thể chảy máu cam một lần. Có trẻ thì có thể tần suất nó sẽ nhiều hơn, tùy thuộc vào cái tình trạng sức khỏe của trẻ hay là về thời tiết mùa cũng gây ảnh hưởng, cũng làm thay đổi cái tần suất gây ra chảy máu cam của trẻ. Nhưng mà cái cảnh chảy máu nhoét rồi cái vị khó chịu của máu khi trẻ nuốt vào trong cổ họng gây ra cảm giác buồn nôn này, trẻ thấy mình khó chịu buồn nôn rồi lại chảy máu rất nhiều ra ở mũi thì thường rất hoảng hốt và lo lắng, nghĩ rằng là mình mắc một cái bệnh lý gì đấy rất nghiêm trọng. Trẻ sẽ càng hoảng hốt, la hét nhiều hơn và chảy máu nhiều hơn nếu mà lúc này phụ huynh chúng ta cũng hốt hoảng theo. Vì thế là việc đầu tiên khi mà thấy con mình bị chảy máu cam là các bậc cha mẹ cần hết sức bình tĩnh, tránh hoảng hốt và trấn an con mình. Sau đó là chúng ta sẽ cố gắng nhanh chóng phân loại xem cái tình trạng của bé là chảy máu mũi trước hay là chảy máu mũi sau. Vì sao mà chúng ta phải làm cái việc này ngay? Bởi vì chảy máu mũi trước thì chúng ta có thể tiến hành sơ cứu tại nhà được. Nhưng mà nếu chảy máu mũi sau thì chúng ta cần thiết phải đưa trẻ đến cơ sở y tế để tiến hành cầm máu tại đây. Chảy máu mũi trước mặc dù là chiếm đa số các trường hợp khoảng 90%, 90% các trẻ có hiện tượng chảy máu cam là do là hiện tượng chảy máu ở mũi trước. Thường nó sẽ chỉ chảy máu một bên mũi thôi, là do cái đám mạch Kinsebach ở cái vùng vách ngăn mũi trước này. Đấy. Đây là cái nơi mà dễ dàng gây ra chảy máu nhất. Những cái tác động vào cái vùng mạch này với cái tính hiếu động của trẻ, trẻ có thể đưa các cái di vật vào mũi hay là đưa tay vào mũi, rất dễ làm cái đám mạch này bị tổn thương và gây chảy máu mũi. Vì thế nên có hầu hết đến khoảng 90% trẻ em là có hiện tượng chảy máu mũi trước. Còn lại khoảng 10% là chảy máu mũi sau, là những cái tổn thương ở những cái đám mạch ở phía sâu hơn ở bên trong. Nó không phổ biến ở trẻ em nhưng mà nó lại nguy hiểm, bởi vì chúng ta sẽ không kiểm soát được lượng máu chảy. Khi có cái hiện tượng này thì chúng ta cần phải đến cơ sở y tế. Chúng ta phân biệt như thế nào? Khi trẻ bị chảy máu thì bạn sẽ treo trẻ ngồi xuống, đưa đầu ra trước, hơi ngửa ra trước chứ không được ngửa đầu ra sau. Làm như thế để chúng ta sẽ nhằm mục đích là nếu có chảy máu ra thì trẻ sẽ chảy máu ra theo đường mũi trước này. Khi mà chúng ta đưa đầu về phía trước, nếu mà máu chảy ra theo đường mũi trước này thì chứng tỏ là bé có hiện tượng chảy máu ở mũi trước. Chúng ta sẽ tiến hành các bước sơ cứu đằng sau đấy. Nhưng nếu mà khi bạn hướng dẫn bé ngồi mà đưa đầu ra trước rồi mà máu nó vẫn không chảy ra được thì có hai trường hợp: một là cái lượng máu chảy nó ít, nó tự dừng luôn rồi; hai là chảy máu ở mũi sau. Lúc này bạn sẽ có thể hỏi bé và kiểm tra bé có thể là nuốt cái máu xuống vùng cổ họng gây khó chịu, lại gây có thể nôn, gây cảm giác nôn ói ngay cho bé, thì lúc này chúng ta sẽ đưa trẻ đi đến cơ sở y tế. Tiếp theo là chúng ta sẽ quay lại trở lại vấn đề đó là những trường hợp sơ cứu khi trẻ có hiện tượng chảy máu ở mũi trước. Đầu tiên đó là bạn sẽ trấn an bé, việc đấy là việc quan trọng nhất để tránh hoảng hốt. Bé không khóc nóc rãi nhiều thì nó sẽ giảm được cái tình trạng căng thẳng, nó sẽ cũng sẽ giảm được cái tình trạng chảy máu mũi cho bé. Thứ hai đó là đối với bé lớn thì bạn sẽ yêu cầu bé xì mũi để tấm những cái cục máu đông ra. Thì có thể khi làm cái động tác này nó sẽ chảy thêm máu ra nhưng nó không vấn đề gì cả. Chúng ta cần làm cái việc này để xác định lại xem cái nguồn máu chảy bé ở đâu, có chính xác nó là mũi trước hay không. Đối với trẻ nhỏ thì chúng ta có thể bỏ qua bước này. Sau bước thứ hai đó là chúng ta sẽ cho bé ngồi thẳng này, đầu và cổ bé sẽ hơi ngả về trước. Đấy. Cái tư thế này là giúp cho cái máu nó không, bé sẽ không nuốt ngược máu xuống vùng họng gây cảm giác khó chịu buồn nôn, mà nó không nuốt cái máu này vào, nó cũng không gây ra cái tình trạng tiêu chảy cho trẻ. Chúng ta cho trẻ ngồi mà ngả cổ và đầu về trước như thế, chúng ta sẽ kiểm soát được cái lượng máu cam bị chảy ra là bao nhiêu. Sau đó bạn sẽ dùng ngón trỏ và ngón cái của mình để bóp nhẹ phần cánh mũi, hai bên cánh mũi của trẻ để giúp cầm máu.
Thì các bạn lại bóp vào cái phần cánh mũi mềm chứ không bóp vào cái phần xương sống mũi cứng đấy. Thì mới có thể cầm máu được. Cái động tác này các bạn sẽ giữ nguyên và làm trong thời gian là 7 đến 10 phút. Bóp chặt cái mũi trong khoảng từ 7 đến 10 phút, giúp trẻ cầm máu. Tức là các bạn bấm giờ luôn, chúng ta sẽ không thường xuyên là thả ra để xem nó cầm máu hay chưa. Ít nhất là bạn chờ từ 7 đến 10 phút, sau đó là chúng ta mới thả tay ra. Nếu bạn thường xuyên thả tay ra để kiểm tra khi mà nó chưa kịp hình thành cái cục máu đông ấy, thì nó lại chảy. Khi bạn cái động tác tác động vào đấy nó chưa làm ngừng thì máu lại tiếp tục chảy ra, lại gây khó chịu, khi nào chúng ta lại phải làm lại từ đầu, cái thời gian nó sẽ kéo dài lâu hơn và không tốt cho cái việc cầm máu cam cho trẻ lúc này. Tức là khi chúng ta thực hiện cái động tác bóp cái mũi của trẻ để cầm máu thì chúng ta sẽ duy trì động tác này từ 7 đến 10 phút, chúng ta mới kiểm tra một lần. Thường thì hầu như các trẻ thì sau một lần thời gian từ 7 đến 10 phút này cầm máu, bóp chặt cái mũi thì hầu như là máu cam đã cầm và ngừng chảy. Nếu khi bạn thả tay ra kiểm tra mà vẫn còn máu chảy tiếp, tức là chưa cầm được máu, thì chúng ta sẽ làm lại lặp lại cái động tác này một lần nữa. Tức là chúng ta sẽ lại tiếp tục giữ cái mũi thêm 7 đến 10 phút nữa. Với những cái trẻ lớn hơn mà nếu trẻ hợp tác ấy, thì bạn có thể là cho trẻ ngậm viên đá lạnh ở trong miệng hoặc là dùng cái khăn ướt mà lạnh để phủ lên cái vùng mũi. Thì cái lạnh này nó sẽ làm cái thời gian co mạch nó nhanh hơn, tức là nó nhanh chóng cầm máu mũi tốt hơn. Đấy là nếu trẻ hợp tác. Còn với những cái trẻ nhỏ hơn mà không biết, nếu trẻ không chịu thì bạn sẽ không cố gắng làm thêm những cái biện pháp này, bởi vì nếu bé lại dãy khóc và căng thẳng thì cái tình trạng máu mũi lại càng chảy ra nhiều hơn và chúng ta sẽ không cầm máu được cho trẻ. Lúc mà thực hiện cái động tác bóp chặt cái mũi để cầm máu cho trẻ thì bạn có thể nói chuyện hướng dẫn trẻ ngồi nghỉ ngơi, tức là tạo cái sự thoải mái, thư giãn và trấn an trẻ, thì nó sẽ tạo hiệu quả tích cực trong cái quá trình cầm máu này. Hướng dẫn trẻ, sau đó bạn hướng dẫn trẻ nhổ cái máu ra nếu mà không phải nuốt nuốt vào trong miệng, sau đó súc miệng để nhổ ra để tránh trẻ nuốt cái máu cam vào. Nó sẽ gây ra cái cảm giác buồn nôn, khó chịu của cổ họng và có thể gây ra cái phản ứng tiêu chảy cho trẻ nữa. Nếu mà sau khi 2 lần bạn làm cái biện pháp bóp chặt cái mũi trẻ rồi mà máu nó vẫn chưa ngừng chảy thì lúc này chúng ta có thể phải dùng đến cái biện pháp đó là sử dụng cái thuốc co mạch để bôi vào cái vùng mũi, làm cho cái phản ứng co mạch nó nhanh chóng hơn, nó giúp cầm máu. Không phải cái trường hợp nào mà chúng ta cũng có thể cầm máu cam được cho trẻ, hoặc là chúng ta cứ giữ trẻ ở nhà để như thế. Có một số trường hợp thì chúng ta sẽ phải đưa trẻ đến bệnh viện, đó là khi mà sau 2 lần, sau khoảng 20 phút chúng ta thực hiện các cái biện pháp cầm máu cho trẻ mà máu nó không dừng được, thì lúc này các bạn phải đưa trẻ đến bệnh viện, tức là vẫn duy trì cái biện pháp bóp chặt cái mũi đấy, sau đó là nhanh chóng đưa bé đến cơ sở y tế. Thứ hai là cái lượng máu cam, bạn thấy là bé bị chảy máu cam ra quá nhiều, tức là khoảng một cái cốc 100 ml, 50 100 ml, 100 ml máu, các bạn thấy trẻ nhiều như thế thì lúc này các bạn cũng đưa trẻ đến cơ sở y tế. Hoặc là khi chảy máu cam mà do những cái nguyên nhân khác, tức là không phải tự nhiên mà bé chảy mà là khi bé bị ngã dập vào mũi, lại khi bị ngã bị đụng dập vào mũi gây ra chảy máu cam, hoặc khi bé có những cái dị vật mắc vào trong mũi gây ra chảy máu cho trẻ, thì lúc này chúng ta cũng đưa trẻ đến bệnh viện. Hoặc là khi bé có các cái phản ứng khó chịu, thường là khi chảy máu cam nếu bé lớn rồi này, lượng máu chảy không quá nhiều mà chúng ta trấn an bé tốt ý, thì bé sẽ không khó chịu, sẽ thoải mái ngay sau đó. Nhưng nếu bé cảm giác khó chịu này, choáng váng và mệt mỏi thì chúng ta cũng sẽ đưa bé đến gặp bác sĩ. Một số bé mà nếu có cái hiện tượng chảy máu cam nhiều này, tức là bạn thấy cái tần suất chảy máu cam 1 tuần có thể chảy vài lần này, sau đó là trên cơ thể có các cái vết bầm tím, hoặc là khi bé đi tiêu mà kèm theo máu trong phân đấy hay nước tiểu, thì lúc này chúng ta cũng sẽ đưa bé đi gặp bác sĩ vì có thể bé sẽ gặp một số vấn đề bệnh lý liên quan đến rối loạn đông máu.
Nếu chúng ta biết được cái nguyên nhân, những cái nguyên nhân phổ biến nhất gây ra cái tình trạng chảy máu cam thì chúng ta sẽ có cái cách phòng tránh để làm sao cho trẻ hạn chế được cái tình trạng này. Về nguyên nhân, bởi vì cái niêm mạc ở vùng mũi của bé được nuôi dưỡng bởi nhiều cái mạch máu rất nhỏ, nằm ở rất nông ở vùng niêm mạc và rất dễ bị tổn thương, nên là cái chảy máu này ở mũi nó có thể xảy ra với rất nhiều lý do. Khi mà thời tiết hanh khô, vào khi mà chuyển mùa vào mùa thu hay đầu mùa đông, cái lúc thời tiết bắt đầu lạnh và hanh khô, hoặc là trong gia đình mà sử dụng lò sưởi hay máy điều hòa khô quá mà không có hơi nước, trong một cái thời gian dài nó làm khô cái vùng niêm mạc mũi, thì đây cũng là cái nguyên nhân gây ra tình trạng chảy máu cam này. Hoặc là bé có cái bị dị ứng, cái tình trạng viêm mũi dị ứng hay là nhiễm trùng ở mũi họng hay ở xoang, tức là những cái tổn thương về hệ hô hấp thì cũng dễ làm bé bị chảy máu cam hơn. Trẻ nhỏ thì hay là ngoáy mũi này, hoặc là nhét các cái dị vật vào vùng mũi, và đây là một trong những cái nguyên nhân cũng phổ biến gây ra cái tình trạng chảy máu cam ở trẻ. Rồi một số cái loại thuốc xịt, khi mà một số loại thuốc xịt dùng cho trẻ, còn khi mà trẻ bị bệnh lý viêm đường hô hấp, tức là nếu chúng ta lạm dụng một số cái loại thuốc co mạch sử dụng thường xuyên hay làm thông thoáng mũi này thì cũng làm tăng lên khả năng nguy cơ gây chảy máu cam cho trẻ. Còn hiếm hơn, nguyên nhân rất hiếm hơn nhiều thì nó là gặp phải ở những cái trẻ có tình trạng rối loạn đông máu. Đây là một số những nguyên nhân phổ biến mà gây ra tình trạng chảy máu cam ở trẻ. Chúng ta dự phòng chảy máu cam ở trẻ như thế nào? Khi mà xuất hiện tình trạng chảy máu cam rồi thì cái khu vực mũi này nó sẽ nhạy cảm hơn rất nhiều. Nếu mà chúng ta không chăm sóc tốt thì cái tần suất chảy máu cam của trẻ nó sẽ xuất hiện mau lên hơn. Trước đây thì có thể là một vài tháng chúng ta chảy máu cam một lần, nhưng mà nếu chúng ta không có cái biện pháp chăm sóc tốt ngay, bảo vệ cái vùng niêm mạc mũi này, không có biện pháp đúng thì có thể sau đó cái tần suất nó sẽ tăng lên, có thể một vài tuần đã bị một lần hoặc một trong một tuần có thể bị nhiều lần bé bị chảy máu cam. Việc đầu tiên đó là chúng ta sẽ phải giữ cho cái niêm mạc mũi được ẩm. Với những cái trẻ mà từng bị chảy máu cam rồi và mùa hanh khô này, các bạn có thể bôi một lớp kem Vaseline làm ẩm vùng niêm mạc trong của mũi này. Số lần bôi này thì nó sẽ tùy thuộc vào từng trẻ. Nếu mà thường những bé mà hay bị chảy máu cam thì chúng ta sẽ có thể bôi 2 lần một ngày, buổi sáng buổi tối. Còn nếu mà những cái trẻ ít hơn, thưa hơn, dự phòng thì chúng ta có thể bôi theo kiểu dự phòng tùy thuộc vào cái hôm thời tiết, cái độ ẩm nó hanh khô hay khó chịu đấy thì chúng ta sẽ bôi cho trẻ. Thứ hai đó là cho trẻ uống đủ nước, tức là ăn đầy đủ các loại hoa quả, uống đủ nước để tránh cái hiện tượng là mất cân bằng cân sức khỏe, mất cân bằng về cái dưỡng chất trong cơ thể, hay là nói nôm na dễ hiểu hơn nó là cái tình trạng nóng trong. Nếu mà trẻ lười ăn hoa quả, lười uống nước đấy thì cũng gây ra cái tình trạng là dễ bị chảy máu cam. Thứ ba đó là tránh cho trẻ những cái chấn thương vùng vách ngăn mũi, và tức là khi mình sử dụng đồ chơi cho trẻ là chúng ta cho trẻ sử dụng đồ chơi theo độ tuổi, tránh những cái đồ chơi quá nhỏ, đồ chơi nhỏ mà nguy hiểm, trẻ còn nhỏ không nhận biết được, dễ nghịch, có thể là nuốt phải hoặc là đưa vào trong mũi của trẻ hay là trong tai của trẻ, rất nhiều trẻ như thế thì gây ra cái tình trạng chảy máu cam. Trong gia đình mà sử dụng điều hòa hoặc là mùa hanh khô thì chúng ta có thể sử dụng máy phun sương để làm ẩm không khí, nhưng mà cũng phải chú ý về cái độ ẩm theo từng lúc, tức là kết hợp với thời tiết bên ngoài và vệ sinh cái máy hút ẩm, bởi vì nếu cái không khí nó ẩm hơn thì nó cũng lại là một trong những nguyên nhân gây tăng khả năng sinh sôi phát triển của các loại vi khuẩn, thì nó cũng có thể làm tăng các cái bệnh lý về đường hô hấp, nên chúng ta có thể sử dụng nhưng mà phải xem xét kỹ và sử dụng đúng khoa học. Cái nước muối sinh lý chúng ta sử dụng để nhỏ mũi cho trẻ hàng ngày thì giúp làm ẩm vùng niêm mạc mũi, nhưng mà các bạn không được lạm dụng. Đấy. Chúng ta ví dụ thường ngày thì chỉ nhỏ một lần cho trẻ vào buổi sáng hoặc buổi tối thôi. Chúng ta dùng thường xuyên cái nước muối này nó sẽ làm mất cái khả năng làm ẩm tự nhiên của cái vùng mũi. Đấy, thì sau đấy nó càng dễ tổn thương hơn. Ví dụ chúng ta sẽ bị phụ thuộc quá nhiều vào cái nước muối này, nó làm yếu cái mạch ở vùng mũi đi, hoặc là khi một lúc nào đó chúng ta bị quên hoặc nhỏ thì nó lại dễ dàng bị chảy máu cam hơn. Nên cái việc sử dụng nước muối sinh lý này có thể nhỏ hàng ngày cho trẻ
và những cái mùa hanh khô. Còn thế đấy, bình thường nếu trẻ khỏe mạnh thì cũng không phải là cái việc nhất thiết mà chúng ta cần làm hàng ngày cho trẻ, là chúng ta sẽ để cái mũi của trẻ duy trì cái chế độ tự nhiên tự nằm ẩm phần mềm của nó. Khi mà các bạn trẻ bị ngạt mũi hay sổ mũi thì khi mà sử dụng các cái biện pháp hút mũi hay là rửa mũi đấy, các bạn cũng làm hết sức nhẹ nhàng, hoặc là phải có cái sự hướng dẫn của nhân viên y tế trước đấy để làm cho đúng kỹ thuật, tránh những cái xây xát, những cái lực hút mạnh tác động vào cái vùng niêm mạc mũi này cũng làm tăng các nguy cơ gây chảy máu cam. Bởi vì chúng ta phải hết sức cẩn thận, bởi vì là thường khi chảy máu cam một lần rồi thì rất dễ những lần sau bé lại bị chảy nữa, và cái việc chăm sóc của nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều, nên chúng ta sẽ phải cố gắng hạn chế ngay từ đầu những cái tác động gây lại thường những cái vùng mũi của trẻ. Những cái trẻ nhỏ mà thường xuyên bị viêm đường hô hấp này, ảnh hưởng của cái môi trường xung quanh, những cái trẻ mà có cơ địa dị ứng thì sẽ khó chịu với này, lông thú hay là mùi thuốc lá, nên các bạn cũng sẽ chú ý là giữ một cái môi trường sạch sẽ cho trẻ và chăm sóc sức khỏe tốt cho trẻ để tránh hạn chế mắc các cái bệnh về đường hô hấp. Tức là sức khỏe của trẻ được tốt, được nâng cao thì trẻ cũng tránh được cái tình trạng chảy máu cam này. Nếu mà cái tình trạng chảy máu cam của trẻ có cái hiện tượng dai dẳng mà mắc đi mắc lại nhiều lần như thế này đấy, thì tốt nhất đó là các bạn nên cho bé đi gặp khám bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng để được tư vấn và kiểm tra thêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.